Chào anh em và tất cả mọi người đã đến với kênh của Lê Nam Review. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một khu vực vùng núi thôn quê ở ngay cạnh thành phố, một thành phố nhỏ của Đài Loan. Đấy, thì hôm nay có thời gian rảnh thì mình đi quay lại mọi cái phong cảnh ở phía trên vùng núi thôn quê ngay cạnh một cái thành phố nhỏ ở Đài Loan cho anh em xem. Đấy, thì phong cảnh ở trên này rất là mát anh em ạ, cây cối rất là tùm. Mình ghi lại một số nhà của người dân cũng như là đường xá và cảnh vật ở trên này cho anh em xem nhé. Ở phía bên này anh em.
bộ thời gian ra để đi review cho anh em xem. Anh em có biết cây này là cây gì không ạ? Nó giống như cái kiểu cái cây nha đam anh em ạ. Nó dày này, cái tán của nó rất là dày anh em ạ. Tán nó rất là dày luôn. Mà mình không biết cái cây này là cây gì hết. Bên này nữa, cây này. Đấy, ở đây người ta trồng đến 3 cây luôn anh em ạ. Người ta trồng 3 cây luôn. Thì anh em vào xem video, thì nếu như biết cái cây này tên là cây gì thì có thể comment và bình luận phía dưới giúp mình nhé. À, cho mình có thể mình biết. Bây giờ mình vì anh em ạ, bây giờ mình tiến hành về nhà thôi. Thời gian bây giờ cũng gần chiều rồi. Và bây giờ mình xin kết thúc video tại đây anh em nhé. Anh em xem hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.